Đỗ Mỹ Linh xinh đẹp trong loạt ảnh cưới chưa từng được công bố, khí chất chuẩn dâu hào môn. Khoảnh khắc hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng chủ tịch diện lên người trang phục cưới ở trời Tây đã nhận nhiều lời khen của cư dân mạng. Đặc biệt đây đều là những hình ảnh chưa được công bố một cách chính thức đến công chúng và truyền thông từ trước đến nay. Mặc dù chính thức về làm dâu hào môn từ tháng 10 năm 2022, thế nhưng Đỗ Mỹ Linh khá kín tiếng về chuyện đời tư của mình. Sau khi kết hôn, nàng hậu và chồng là chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội Đỗ Vinh Quang đang có cuộc sống bình dị và lãng mạn bên nhau. Cặp đôi dành thời gian đi du lịch, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, hạn chế chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Cho đến mới đây, thông qua một người bạn thân thiết của Đỗ Mỹ Linh là nhà thiết kế Đỗ Long, cư dân mạng mới có cơ hội được chiêm ngưỡng loạt ảnh cưới hiếm hoi của nàng hậu. Đây cũng là người đã thiết kế chiếc váy cưới mà Đỗ Mỹ Linh diện ở trời Âu. Theo những hình ảnh được chia sẻ, Đỗ Mỹ Linh diện váy cúc ngực xinh đẹp, nền nã, yêu kiều, cuốn hút mọi ánh nhìn. Trong thiết kế đầm cưới được lấy cảm hứng từ loài hoa thục quỳ do nhà thiết kế Đỗ Long thực hiện. Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, doanh nhân Đỗ Vinh Quang, ông xã Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng bất ngờ đăng tải hình ảnh cưới của cả hai. Đây là lần hiếm hoi anh đăng ảnh của bà xã. Bài viết của nam doanh nhân nhận được lượng tương tác khủng trên mạng xã hội. Đỗ Mỹ Linh là một trong những người đẹp được nhiều người hâm mộ yêu mến. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Đỗ Mỹ Linh gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật, vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo chuẩn mỹ nhân Hà Thành, cùng học vấn khủng. Con trai út nhà bầu Hiển cho biết thật khó để so sánh điều kiện gia đình của cả hai. Gia đình anh luôn coi trọng giá trị tinh thần thay vì vật chất. Anh và vợ đều hiểu điều đó. Doanh nhân Đỗ Vinh Quang tự hào vì vợ là Hoa hậu Việt Nam, cựu sinh viên Đại học Ngoại thương và đang có một công việc tại Đài truyền hình Việt Nam. Vợ tôi là một cựu sinh viên Đại học Ngoại thương, cô ấy đóng góp và được ghi nhận ở không ít cuộc thi có tính nhân văn. Các giải thưởng mà Linh đạt được đã minh chứng cho tâm hồn, tính cách và lối sống. Hiện nay, Linh là biên tập viên tại Ban thể thao Đài truyền hình Việt Nam. Đây là công việc mà tôi cảm thấy rất trân trọng và phù hợp với tính cách của cô ấy. Nói ngắn gọn, chúng tôi có sự tương đồng trong học vấn lối sống. Đặc biệt, vợ tôi cũng làm việc về thể thao, hiểu được công việc của chồng nên tôi thấy mọi sự trọn vẹn viên mãn, chồng Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ. Sau khi kết hôn, Hoa hậu Việt Nam 2016 gần như rút lui khỏi giới showbiz để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Cô chỉ xuất hiện ở các trận đấu mà đội bóng của chồng tham gia thi đấu. Trong những lần xuất hiện, người đẹp đều ăn mặc kín đáo giản dị. Thời gian gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2016 vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng khi để lộ loạt dấu hiệu. Thông qua Instagram mà một người bạn đăng tải, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với vẻ ngoài tròn trịa, gương mặt đầy đặn. Không những thế, bà xã thiếu gia Đỗ Vinh Quang còn có hành động đặt tay lên bụng nhô lên rõ rệt của mình. Đây chính là một trong những cử chỉ thường gặp của các bà bầu. Ngoài ra, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thường xuyên diện trang phục rộng rãi để khéo léo che dáng. Chính những điều này càng khiến dân tình có cơ sở chắc nịch chuyện Đỗ Mỹ Linh đang mang thai sau gần một năm kết hôn với thiếu gia Đỗ Vinh Quang. Có thể nói dù đã trở thành con dâu nhà hào môn nhưng Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được tính cách giản dị và lối sống tiết kiệm đáng ngưỡng mộ. Chính vì thế Đỗ Mỹ Linh luôn chiếm trọn tình cảm yêu thương từ khán giả. Không chỉ được mọi người yêu quý, nàng hậu rất được lòng gia đình chồng, được ông xã cưng như trứng mỏng.